Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khèo Chủ Tịch. Hiện tại là 10 giờ rưỡi tối các bạn ạ. Lý do mình làm video trễ và buổi tối thì cái phòng của mình nó không có đủ ánh sáng như là bình thường. Nhưng mà tại vì thực sự mấy ngày hôm nay thời tiết rất là nóng luôn á, cho nên là mình phải làm buổi tối để cái phòng mình nó đỡ nhiệt hơn. Tại vì cái phòng của mình nó hấp nhiệt cả ngày luôn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn top 5 đôi giày mình thích nhất trong bộ sưu tập của mình hiện tại. Cái video này thì mình lấy cảm hứng từ anh Nguyên ở Liquidus. Thì anh Nguyên có làm một cái challenge, nói chung là mạng YouTuber hay những người Facebook mình biết, những người mà dùng Instagram mình biết ở bên Mỹ á, thì họ có một cái challenge giống như kiểu là họ ở nhà có gì làm thì họ làm là top 5 đôi giày các bạn thích nhất trong bộ sưu tập của mình. Thì họ đăng một bức hình có 5 đôi giày đó lên, rồi họ tag người này người kia, thì người khác là tag vào, người khác làm một challenge đó rồi người khác lại tag người khác tiếp. Thì họ cứ làm như vậy, giống kiểu ở nhà bây giờ Corona đâu có làm được gì đâu, thì họ làm như vậy cũng một cách để entertain, một cách để thoải mái vui thú một chút. Thì mình thấy cái đó cũng rất là hay, thì mình lại cảm hứng từ cái video của anh Nguyên. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 đôi giày mình thích nhất trong cái bộ sưu tập của mình hiện tại. Video này thì có một số YouTuber khác đã làm rồi, đó là anh Nguyên của Liquidus, hay là anh Hưng Đinh, anh Phạm Toshiro cũng có làm cái này. Thì mình cũng làm, cũng bắt trend làm về mẹ anh cho vui. Thì video này mình sẽ nêu tên một số YouTuber để hy vọng mọi người cũng sẽ làm, và để cho anh em có video coi trong mùa dịch. Anh em coi video thì cố gắng ở nhà nhé, nếu mình đi đừng lên ra ngoài đường. Đấy, ok, giờ mình sẽ chia sẻ luôn. Đó là 5 đôi giày mình thích nhất trong cái bộ sưu tập của mình. Ok, chúng ta sẽ đến với đôi đầu tiên. Ok, đến với đôi đầu tiên. Một trong những đôi giày mà mình thích nhất, mình đang sở hữu hiện tại, đó là một đôi Vans Old School. Thì đôi này mọi người thấy nó khá là big, khá là nhiều vào đây, nhưng mà condition cũng rất là tốt. Đôi này là đôi Vans Old School mình mua được từ King Store. Nếu mọi người chê đôi này fake thì mình không có ý kiến, tại vì thật sự bản thân của mình sau hơn một năm sử dụng mình cũng chẳng biết cái đôi này thật sự là fake hay không nữa, nhưng mà condition của nó quá tốt, mình cay, rất là bả chạy luôn á, nhưng mà nó rất là đẹp. Cái dòng Vans Old School này á, cho dù nếu mà mình có mua đôi mới hay mình bỏ đôi này đi thì nó vẫn là một trong top những đôi giày mà mình rất là thích nếu mình có sở hữu tiếp. Mình thích, đặc biệt thích bản Vans Old School mình thường hơn là bản Vans Vault. Mình đã thử bản Vans Vault rồi, nhưng mà mình đi một thời gian nên mình cảm thấy mình không có thích. Và cái bản Vans Old School bình thường này thì đây là đôi giày mà mình rất là nhiều luôn, và condition của nó cũng còn quá tốt. Và một lý do này mình rất là thích đôi này, đó là cái video review đôi này ở trên kênh của mình là video nhiều view nhất trước giờ trên kênh của mình, với gần 30.000 view rồi. Đây là mình rất là thích đôi này. Ok, đôi thứ hai mà mình có và cũng là đôi giày mà mình cũng mới cóp trong thời gian gần đây, đó là đôi Nike React Element 55. Thì đôi Nike React Element 55 này là một trong những đôi giày mình mới cóp trong thời gian gần đây thôi, nhưng mà nó lại nằm trong danh sách những đôi giày mình rất là thích. Thứ nhất là về cái giá tiền, thì đây là đôi giày mình bỏ ra một số tiền theo mình, bản thân của mình là mình thấy khá là lớn để mình sở hữu đôi giày này rồi. Và đôi giày này thì thực sự là không uổng công mình bỏ tiền ra mua, nó mang rất là êm và cái phối màu của nó cũng rất là đẹp, cũng như cái phong cách thiết kế của đôi này mình rất là thích luôn á. Và nó nằm trong top 5 những đôi giày mà mình thích nhất. Tiếp theo, đôi thứ ba mà mình cũng rất là thích, đó chính là đôi Nike Dunk. Đôi Nike Dunk này nguyên mộc của nó là một đôi giày Nike Dunk trắng hết, chỉ có cái phần sau này màu hồng thôi, nhưng mọi người thấy insole ở trong vẫn còn màu hồng này. Đôi này thì mình đã custom lại thành một đôi Nike Dunk phối màu yin yang, nghĩa là phối màu trắng đen âm dương á. Thì phối màu này thứ nhất là nó rất là an toàn, chúng ta phối đồ rất là dễ với đôi này. Thứ hai là đôi này nhắc nhở cho mình biết được là mình có một phần nào đó trách nhiệm với cộng đồng. Tại vì hiện tại mình đang là admin của group SB Đăng Việt Talk với hơn 3.000 thành viên, và mỗi ngày thì mình nhận được khoảng gần 100 cái lượt đăng ký tham gia vào kênh á. Có thể là do cái sức hút của đôi SB Đăng Travis Scott quá lớn nên mọi người
đổi số vào group của mình hay sao mình không biết, nhưng mà từ khi mà cái đội SB đăng Travis Scott nó được release đó, thì số lượng người đăng ký vào group một ngày tăng lên khoảng gấp 10 lần so với lúc trước. Thì đó cũng là dấu hiệu rất là đáng mừng, làm cho mọi người cũng đã quan tâm hơn đến dòng nhạc SB đăng. Ban đầu thì mình lập ra group á, thì mình muốn tạo ra một cái môi trường cho mọi người thích vào đó thôi, chứ mình cũng không hề có những kiểu là sẽ suy nghĩ nó sẽ phát triển mạnh đâu. Nhưng mà bây giờ với số lượng người như vậy thì đôi giày này cũng nhắc nhở mình một phần, đó là có rất nhiều với group hơn. Ok, đôi giày tiếp theo là một đôi giày mình cũng rất là thích với cái dòng silhouette, mình rất là thích thời gian gần đây, đó là dòng Air Max các bạn. Đây là đôi Air Max 1 Ultra Flyknit. Sau Tết thì mình cũng trao đổi được với một số người bạn ở Huế, một số homie cũng có làm YouTube, thì mình được inspire bởi họ. Mình có cảm hứng mà mình cảm thấy dòng Nike Air Max là một dòng rất là thích. Mình rất là thích cái dòng này. Và cái đôi này khi đầu mình mua về thì thực sự mình lúc đó mình quá là bị cuốn hút với cái dòng giày và cái silhouette Air Max thôi. Nhưng mà cuối cùng khi mình nhận được đôi này thì rất là đẹp và mang cũng rất là phế luôn, mang phế lắm, mang sự chạy bộ đại luôn các bạn. Nên đây là đôi giày thứ tư trong top 5 những đôi giày mình thích nhất. Ok, và đôi giày cuối cùng trong top 5 những đôi giày mình thích nhất, và đôi này thì mình nghĩ sau này nếu mình có nhiều hit để như thế nào á, thì đôi này vẫn nằm trong top 5. Đó là một đôi Converse Chuck Taylor Classic màu trắng bình thường. Mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện tại vì sao đôi này rất là giá trị đối với mình. Đôi giày này mình mua vào tháng 2 năm 2014, lúc đó mình học lớp 11, và thời đó thì mình đã đi tập nhảy rồi. Thì mọi người biết là Converse là một cái silhouette, một cái dòng giày rất là phổ biến đối với anh em b-boy. Thì lúc đó là mình đã dùng hết tất cả các tiền lì xì tiền mình dành dùng được trong cái Tết đó, năm 2014 đó. Mình chạy ra store mình mua đồ này với giá là 900 hay 950 nghìn gì đó. Bây giờ nó lên 1,3 triệu rồi thì phải. Đây là đôi giày Rio đầu tiên mà mình mua được. Vậy từ đó một lần mà khi nào mà mình có giống kiểu mình có ý định muốn mua giày á, mà mình đang băn khoăn giữa fit hay Rio, mình luôn nhìn đôi này để lấy cảm hứng. Và đôi này thật sự mình cay rất là nặng bệnh luôn rồi, nhưng mà mình vẫn yêu thích nó. Dù sau này nó có bị hư thì mình cũng sẽ đem trưng. Và đây sẽ luôn luôn nằm trong top 5 những đôi giày mình thích nhất, đó đôi Converse Chuck Taylor Classic. Ok, ok, và đó là 5 đôi giày mình thích nhất trong cái bộ sưu tập của mình đang sở hữu hiện tại. Trong bộ sưu tập của mình cũng có khá là nhiều giày. Ví dụ như mình có đôi Jordan 3 Fireless này, hay là mình có đôi SB Dunk Sun Hub này, một đôi giày cũng rất là hit lúc trước. Nhưng mà nếu mình chọn ra 5 đôi giày thì mình sẽ chọn những đôi này. Ok, và qua video này thì mình muốn cho các bạn biết là sắp tới đây, những tuần tới đấy á, để anh em có cái giá trị ở nhà, thì mình sẽ làm một tuần cố gắng ra 2 đến 3 video cho mọi người. Thì mọi người thích mình làm video về top 5 những kiểu top 5 kênh YouTube, top 5 người mà mình thích nhất hay là gì đó, thì mọi người comment ở phía dưới để mình biết. Ok, và trong video này thì mình muốn nominate, mình muốn gửi cái challenge này đến 3 người. Hy vọng mọi người có coi video này thì rảnh thời gian thì accept cái challenge của mình, của em, và làm cho anh em có video có cho vui. Thì người đầu tiên mình muốn cùng thực hiện một cái video top 5 những đôi giày như thế này. Đầu tiên đó là Nguyễn Hoàng Bảo, thứ hai đó là anh Hoa trên YouTube Nhà Chủ Cư. Hai người vừa rồi mình muốn nominate đối với các bạn đó là hai cái homie của mình, hai YouTuber cũng nói giọng Huế như mình luôn. Và người cuối cùng mình muốn nominate đó là anh Duy, anh Riro. Anh Duy là một YouTuber, cũng là một sneakerhead ở bên Nhật, một trong những ông trùm Air Max của Việt Nam. Thì nếu anh Duy quay video này thì anh cứ làm một video về top 5 những đôi giày anh thích nhất cho anh em cùng coi. Ok, cảm ơn mọi người đã coi video này. Nếu mọi người thấy video này hay, đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Peace out.